Sự thật Xuân Hinh giả gái với trang phục váy ngắn diễn ở chùa bị khán giả la ó vì phản cảm. Xuân Hinh mới đây đã có màn biểu diễn bị khán giả chê vì phản cảm. Cụ thể, anh biểu diễn màn kịch giả gái với trang phục váy ngắn khi khánh thành nhà thờ tổ ở một ngôi chùa tại Hải Dương. Xuân Hinh mới đây lại gây sốt trong dư luận khi có buổi biểu diễn với trang phục bị chê phản cảm ở một ngôi chùa tại Hải Dương. Theo đó, mạng xã hội đã lan truyền clip Xuân Hinh trong trang phục giả gái cộc cỡn, nhảy múa tại sân khấu với phần trang trí phông bạt kiểu chùa chiền. Trước hình ảnh này, dân mạng đã có nhiều bình luận khó nghe dành cho danh hài đất Bắc. Đây không phải là lần đầu tiên anh đóng vai giả gái mà trước đó ở rất nhiều tiểu phẩm hài, nghệ sĩ gạo cội đã biểu diễn cho khán giả xem. Tuy nhiên, việc giả gái mặc váy cũn cỡn trong một không khí trang nghiêm lại khiến khán giả nhíu mày khó chịu. Tuy nhiên, vẫn nhiều người yêu mến Xuân Hinh cho rằng nên xem lại toàn bộ buổi biểu diễn của Xuân Hinh, chứ không thể vì một clip ngắn để phán xét nam danh hài gạo cội đất Bắc. Khi trả lời báo chí, danh hài Xuân Hinh cũng cho biết anh biểu diễn tại chùa Sùng Minh, Hải Dương, và vị trí Xuân Hinh biểu diễn là ở sân khấu phía ngoài chùa. Tiết mục biểu diễn của nam danh hài cũng theo sự yêu cầu của khán giả có mặt tại đó. Xuân Hinh cũng tâm sự anh không có nhu cầu đưa những hình ảnh này trên mạng xã hội. Vì nam danh hài đã ở tuổi hưu, anh chỉ muốn giữ gìn sức khỏe, tận hưởng cuộc sống bình yên. Xuân Hinh cũng tiết lộ nhiều chùa mời anh diễn nhưng phải thân tình làm anh mới nhận. Được biết, suốt những năm cuối thập niên 90, Xuân Hinh là cái tên thống trị cả thị trường hài đất Bắc. Những vai diễn tiến tùng, túng tiền trong vở Tùng Lò Gạch, Mộng Ti trong Xuân Hinh Đi Hỏi Vợ, hay những câu nói ai gọi em đó có em đây, ăn chơi đi đừng có tiếc tiền làm gì, những giai điệu buồn buồn thương thương, thường buồn thương nhớ thương con để ơi thương nhớ, nhớ thương là thương thương nhớ, nghìn dấu ấn sâu đậm trong trí nhớ người dân lao động. Xuân Hinh được khán giả yêu mến gọi là vua hề trèo, vua băng đĩa, vua hài đất Bắc. Tuy nhiên ít ai biết ngoài tài năng diễn xuất, ông còn là bầu sâu sừng sỏ, khét tiếng ở miền Bắc với chiến tích chưa bao giờ gặp mưa gió, đánh đầu thắng đấy. Đến nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân khi nhắc đến thời hoàng kim làm bầu sâu của Xuân Hinh cũng phải kinh hãi.